Vân sẽ hướng dẫn cho các anh chị xin cái tiền 1.000 đồng SBA EIDL cho những người lãnh 1099 hay là những doanh nghiệp nhỏ. Thì đầu tiên các anh chị phải vào cái trang website sba.gov là sba.gov ha. Đây là cái địa chỉ của nó trên này. Anh chị hoặc là đánh chữ SBA thôi. Bây giờ Vân làm lại cho anh chị coi là đánh SBA thôi. Rồi nó sẽ ra. Khi mình đánh SBA thì mình sẽ kéo nó xuống. Nhớ là tìm COVID-19. Nếu mà không có ra càng này thì đánh COVID-19. Thì khi các anh chị kéo xuống những cái funding option thì sẽ có cái COVID-19 EIDL Loan and Advance. Thì mình sẽ bấm vào Apply here ha. Rồi ví dụ như trong trường hợp này, mình sẽ chọn cái option mà số 3 cho independent contractor, những người nào mà lãnh 10 firm 1099 đó là 1099 đó thì chọn cái option này. Còn những cái doanh nghiệp mà không có quá 500 nhân viên thì chọn cái option đầu tiên. Cái thứ hai là những cái doanh nghiệp về nông nghiệp mà không có quá 500 nhân viên thì chọn option thứ hai. Rồi có một số option khác thì nói chung là không có cần. Mình sẽ chọn, thường những người lãnh 1099 sẽ chọn cái option số 3. Những câu hỏi ở dưới này mình sẽ chọn, mình sẽ đánh hết vào đây. Đây là những cái hoạt động mà mình không thể xin tiền này được. Và đa số các anh chị sẽ không vào rơi vào trường hợp này. Thứ nhất, ví dụ như cái đầu tiên là những cái hoạt động bất hợp pháp. Mình kiếm thu nhập từ hoạt động bất hợp pháp thì không thể xin cái này được. Cái thứ hai, nếu như mình thiếu tiền child support, có nghĩa là tiền nuôi con đó, trên 50% mà đã quá 60 ngày không có trả tiền đó thì mình cũng không xin được. Hoặc là có những cái hoạt động về tình dục gì đó thì nói chung là nó về bên kia thì không được luôn. Đại khái tất cả những câu hỏi này mình trả lời đánh vô hết thì mình mới xin tiếp được, còn nếu không thì mình không có xin được. Rồi mình sẽ bấm chữ continue. Rồi cái business legal name thì sẽ lấy tên của mình, là tại vì là business name của mình là tên mình. Bây giờ ví dụ như Vân đánh tên Vân đi ha. Rồi cái trade name cũng sẽ là tên Vân, tên của mình luôn. Là mình có chọn lấy cái gì tên của mình ha. Rồi ở đây mình có EIN hoặc là số social, để là số an sinh xã hội thì anh chị đánh vào. Vân chỉ đánh ví dụ thôi ha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vân chỉ đánh ví dụ thôi. Nhưng mà anh chị bỏ cái số an sinh xã hội của mình vào. Cái organization type thì các anh chị kéo đánh vô cái mũi tên này và chọn cái independent contractor ha. Rồi sau đó mình sẽ chọn cái câu kế tiếp là non-profit. Mình không phải là cơ quan phi lợi nhuận. Mình cũng không phải là người có cái franchise, hệ thống nhận quyền. Thành ra mình chọn hai cái option đó, zero. Rồi, cái câu hỏi kế tiếp là số tiền revenue trong vòng 12 tháng kể từ ngày tính tới ngày 31 tháng 1 năm 2020. Thì để tìm lấy cái số này thì các anh chị vào cái Schedule C. Cái Schedule C là trong cái bộ hồ sơ thuế. Ví dụ các anh chị đã khai hồ sơ thuế của năm 2019 rồi thì các anh chị vào cái tập hồ sơ đó và tìm cái trang gọi là Schedule C. Đó, Schedule C đó. Thì các anh chị sẽ vào cái hàng số 1. Và ở hàng số 1 này thì cái số đó bao nhiêu đi Vân chị, ví dụ thôi nha, Vân lấy ví dụ đây là 30.000 cho cái hàng số 1, thì đó là cái con số revenue của nguyên một năm 2019. Thì các anh chị lấy cái số này trừ ra cái tiền lương của tháng 1 năm 2019 và cộng vào cái tiền lương tháng 1 của năm 2020 thì nó sẽ ra cái số các anh chị cần. Rồi mình nói lại lần nữa ha, lấy số này trừ tiền lương của 2019 tháng 1 năm 2019 cộng tiền lương của tháng 1 năm 2020 thì ra cái số chúng ta cần. Để chúng ta bỏ vào cái cầu bên kia là cái cầu cross revenue. Rồi ví dụ như trong trường hợp này là 30.000
Và tháng 1 năm 2019 là 2.000 đi, thì mình trừ ra 2.000 thì còn 28. Rồi tháng 1 của 2020 là 3.000 đi, thì nó sẽ thành là 31. Thì Vân sẽ để 31.000 ở đây. Rồi, cost of goods sold có nghĩa là những cái chi phí của cái revenue này, thì các anh chị sẽ nhìn vào số 28. Số 28 thì sẽ là tổng cộng của tất cả các số từ 8 tới 27B. Thì cái số đó là số mấy thì các anh chị lấy cái số đó. Giờ mình ví dụ mình cho nó là 10.000. Thường thì cái số này các anh chị cũng phải trừ cái tiền expense của cái tháng 1 năm 2019 và cộng cái tháng 1 năm 2020 vô. Nhưng mà nếu các anh chị không biết thì thôi cứ giữ yên cái số đó cũng không sao, vì thật sự nó sẽ không chênh lệch bao nhiêu. Nếu như là 2 năm cái tháng 1 của mỗi năm nó tương tự như nhau thì nó cũng sẽ không chênh lệch bao nhiêu. Thì nếu không biết thì cứ lấy cái số này cũng ok. Rồi mình sẽ lấy cái số 10.000 đó và mình sẽ bỏ vào cái cost of goods sold. Rồi bây giờ rental property là những nhà cho mướn, nếu mà mình bị mất cái tiền rent bởi vì người ta không trả hay gì đó thì các anh chị có thể bỏ vô đó, còn nếu không có thì các anh chị bỏ zero. Rồi cái non-profit thì mình không có cần, mình bỏ zero cũng được, rồi mình để số 0 cho những cái câu kế tiếp, ba câu kế tiếp, và nói chung là không, trừ khi các anh chị có nhà cho mướn và người ta không trả tiền rent cho các anh chị, mà trả trễ thì không sao, mà trả trả mà không trả luôn á thì mình tính vô đây được. Rồi bây giờ địa chỉ là Vân cho là A, Vân để đại ha, để Vân có thể qua được cái trang kế tiếp. Rồi địa chỉ của anh chị để là cái gì thì để vào trong đó. Rồi bây giờ thành phố nè, rồi tiểu bang nè, đó, tiểu bang thành phố của anh chị ở đâu thì ghi vào đó. Rồi zip code nè, đó mình Vân chỉ để đại vào trong này ha. Rồi số phone nè, đó, rồi đây là số phone ha. Rồi xong rồi đến email, email gì đó tùy theo mình ha. Email Vân chỉ lấy đại một cái email gì để cho Vân qua được cái trang kế tiếp. Ví dụ như email của mình là Vân Trần 9999, ví dụ vậy đi. Vân cho nó là. Rồi xong. Cái ngày mà cái business establish là coi như cái ngày đầu tiên các anh chị bắt đầu làm cái business này, thì trong trường hợp làm nail thì các anh chị ta chọn cái ngày nào mà bắt đầu chúng ta nhận cái form 1099 ha. Có thể cái bằng nail của mình có trước khi mình nhận cái 1099, hoặc là nhiều khi mình làm 1099 có lúc mình làm W2, thì mình chọn cái ngày nào. Tôi vẫn chọn đại một cái ngày đó, 0101 ở 2018 hay gì đó, tùy theo mỗi người mỗi khác. Thì cái câu kế tiếp current ownership xin là ví dụ như các anh chị lấy là một cái business nào thì mình sẽ chọn cái business cái ngày mình bắt đầu. Thì giờ ở đây mình đa số thì chúng ta sẽ chọn cùng cái ngày mà chúng ta bắt đầu cái business đó. Rồi bây giờ business activity là cái gì thì các anh chị sẽ chọn personal service, và ở dưới này mình sẽ chọn hair and nail salon. Ví dụ trường hợp các anh chị làm những cái ngành nghề khác thì mình cứ dựa vào trong đây và mình kiếm mình kiếm mình coi có cái ngành nghề gì nó thích hợp với cái job mình đang làm. Ví dụ như người nào làm về xây dựng construction đó thì mình có thể chọn cái đó. Rồi xong rồi mình sẽ chọn là làm cái gì, làm sàn hay làm máy lạnh máy sưởi hay là làm plumber, nói chung là tùy tùy theo cái công việc của các anh chị. Nhưng nếu các anh chị làm nail thì mình sẽ chọn personal service và chọn hair and nail salon ha. Rồi xong rồi bao nhiêu employee, bao nhiêu nhân viên thì mình, nếu chỉ là khai cho mình thì mình chỉ là một employee thôi ha, chứ không có nhiều. Còn một cái câu để coi, họ không thích cái câu này, tại vì nếu mà bỏ vô thì phải bỏ cái số tiền, còn không bỏ thì thôi, không bỏ zero vô đây nha các anh chị. Cái câu rental không bỏ zero, bỏ zero là chúng ta sẽ không qua được cái trang kế tiếp, vì cái chữ next này nó không hiện lên màu xanh là chúng ta không qua được. Thành ra là quay lại cái câu mà nhà cho thuê nếu không bị mất mát gì hết thì để trống nó nha. Và mình sẽ bấm kế tiếp. Rồi kế tiếp, owner là cái người, đầu tiên có một câu hỏi, cái business của mình có phải được làm chủ bởi một cái business khác không? Thì trường hợp đa số các trường hợp trả lời sẽ là không, không có phải là có cái business khác own cái business này ha, mình trả lời không. Rồi owner thứ nhất thì cũng sẽ là tên của các anh chị ở đây. Rồi đây mình để Vân ha. Rồi last name mình để Trần, là mình chỉ ví dụ thôi.
Số cell phone là mình sẽ để y chang lại giống như hồi nãy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gì đó. Tùy theo số của các anh chị. Title là owner ha, rồi xong rồi một ownership là bao nhiêu, 100%. Rồi email là cái gì đó, các anh chị bỏ cái email của mình vô. Này không phải là email của Vân nha, Vân chỉ để vậy thôi. Rồi số social là họ lại hỏi lại, thì mình lại cho cái số social của mình vô. Đó, Vân chỉ để ví dụ thôi. Rồi cái ngày tháng năm sinh cũng vậy. Đó, các anh chị để ngày tháng năm sinh của mình vô. Mình rồi ngày năm nơi sinh ở đâu, ví dụ sinh ở Việt Nam thì để Việt Nam, còn sinh ở Mỹ hay ở đâu đó thì Mỹ thì để Mỹ, còn ở nước nào thì cứ để nước đó. Mình đã vào quốc tịch hay chưa, nếu rồi thì bấm yes, còn nếu chưa thì bấm no. Rồi lại địa chỉ của mình là địa chỉ giống như ở trên kia nữa, một hai địa chỉ các anh chị là cái gì thì các anh chị bỏ vào trong đó. Rồi thành phố nè, tiểu bang nè, zip code nè. Ok. À cái số social này họ không có chịu ha, họ không có chịu, tại vì Vân lấy đại một cái số social. Cái số social nào đó cho nên là nó không có thích cái số social này. Để Vân coi hồi nãy Vân chọn cái số social là cái gì để mình làm y chang như vậy nha, tại vì mình chỉ làm thử cho các anh chị coi thôi. Rồi qua đây mình sẽ để y như vậy để cho nó hợp với nhau. Rồi. Ok, để chung để y chang vậy thì ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ nghĩa là tên owner nè, owner rồi xong rồi đi những cái thông tin người ta cần các anh chị cứ bỏ vào đó. Rồi kế tiếp mình sẽ bấm chữ next. Rồi ở đây có ba câu hỏi, thì ba câu hỏi này các anh chị sẽ trả lời không, tại vì nếu các anh chị trả lời có thì các anh chị sẽ không mượn được. Đại khái đây là hỏi trong năm vừa rồi mình có phạm tội là commit crime cái gì 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 đó hay không. Thành ra là thường thì nếu mà mình trả lời yes thì mình sẽ không có xin được, mà chắc đa số các anh chị là sẽ không có bị trường hợp như vậy. Rồi ví dụ như có ai đó giúp cho các anh chị làm cái đơn này thì để tên người đó vào trong này ha, cho dù người ta có lấy tiền hay không. Và mình có muốn cho người đó nói chuyện với SBA, nếu như có câu hỏi gì không thì anh chị có thể chọn yes hay no ở đây. Còn nếu mà các anh chị tự điền thì không cần phải điền bất cứ những cái ô này ha, để trống cũng được. Nếu các anh chị muốn mượn thêm, có thể mượn tới tối đa 10.000 thì mình sẽ bấm vào cái nút này. Còn nếu không muốn mượn thì thôi. Và các anh chị phải bỏ tên nhà băng của anh chị vào. Thì để khi mà họ có cái tiền họ sẽ gửi thẳng vào trong nhà băng của các anh chị. Thì Vân để đại đi, Vân biết account của ai, Vân để đại vậy đó, Vân để Vân cho các anh chị coi được là đi tới cái màn hình kế tiếp thôi ha. Cái này là Vân để thông tin các anh chị nhà băng nào thì đi vào trong nhà băng đó, bỏ vô đây. Rồi ở dưới này nó sẽ có một cái box, anh chị phải bấm vào cái này thì mình mới tiếp tục qua cái trang kế tiếp được. Ở cái trang này là cái trang summary, là tóm lại những cái gì mình đã điền nè. Ở đây các anh chị cần phải coi lại thông tin nè, tên, tuổi, số an sinh xã hội, số tiền revenue, rồi chi phí, địa chỉ của mình, ngày mình bắt đầu cái gì đó, là phải coi lại một lần nữa. Nếu mà cần chỉnh sửa gì thì cứ bấm vào những cái chữ edit này và đổi. Còn nếu như không thì các anh chị sẽ bấm vào I'm not a robot, là mình không phải là con robot, và mình sẽ bấm chữ submit. Nhưng mà Vân sẽ không bấm submit tại vì cái này Vân chỉ làm thử, cho nên tất cả những cái thông tin ở trên là thông tin không có thật đó. Thành ra các anh chị làm xong là bấm submit. Thì sau 3 ngày 3-4 ngày thôi, cái số tiền 1.000 đó nó sẽ vào thẳng trong nhà băng của các anh chị. Và các anh chị không cần làm cái gì thêm, trừ khi các anh chị muốn mượn loan thì họ sẽ gửi một cái email khác. Thì các anh chị phải mở cái account với SBA. SBA có nghĩa là US Small Business Administration, là họ sẽ giúp những cái doanh nghiệp nhỏ đó của Mỹ, ở Mỹ. Thì nếu mà các anh chị mượn loan thì họ sẽ gửi một cái email tới cho các anh chị làm hồ sơ tiếp. Còn nếu mà các anh chị chỉ xin 1.000 thì nhận được tiền là xong, không cần phải làm cái gì hết. Thì đây là cái hướng dẫn mà các anh chị có thể điền
đơn COVID-19 EIDL viết tắt của chữ economic injury disaster loan. Đó, đây là cái hồ sơ mà xin bởi vì cái COVID-19. Rồi nếu các anh chị có câu hỏi gì thì có thể nhắn cho mình để mình giúp cho các anh chị ha. Rồi. Good luck nha, chúc các anh chị may mắn và sẽ nhận được cái số tiền đó càng sớm càng tốt.